các khúc một lần đã kết thúc. Phần giao lưu của anh nhà cũng chỉ chỉ tối nay. Hẹn mọi người vào một dịp khác. Chúng tôi về sẽ về phục vụ cho bà con ạ. Cảm ơn dân, người dân và đồng bào của mình rất là nhiều. Thank you.